Giải pháp có 102 lần đầu tiên ra mắt, phần mềm CRM và Marketing Automation Sapo Hub. Sapo Hub giúp bạn tăng doanh thu từ việc phân nhóm khách hàng tự động theo nhân khẩu học hoặc hành vi mua sắm. Sau đó, thực hiện các chiến dịch Marketing Automation, gửi thông tin khuyến mại, chăm sóc khách hàng qua Zalo hoặc SMS. Thay vì phải xử lý dữ liệu thủ công, lọc từng khách hàng để chăm sóc, giờ đây Sapo Hub sẽ hỗ trợ bạn. Tự động phân loại khách hàng theo thông tin nhân khẩu học, độ tuổi, giới tính. Tự động phân loại khách hàng theo hành vi mua sắm như số lượng đơn hàng thành công, tổng chi tiêu, lần cuối cùng mua hàng. Tự động phân loại khách hàng theo hạng thẻ, điểm tích lũy. Từ đó, Sapo Hub sẽ giúp bạn tạo và gửi tin nhắn theo sự kiện hoặc chiến dịch tới khách hàng một cách tự động. Hệ thống sẽ gửi tin nhắn đến người mua thông qua hai kênh thông tin hiệu quả là Zalo và SMS. Bạn có thể gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng hoặc gửi tin nhắn khuyến mại theo chiến dịch marketing nếu khách hàng đáp ứng được điều kiện đặt ra như hạng thẻ thành viên, giá trị đơn hàng, thói quen mua sắm hay độ tuổi, giới tính. Hoặc hệ thống sẽ gửi tin nhắn tự động theo sự kiện như chúc mừng sinh nhật khách hàng, giao hàng thành công hoặc xác nhận đơn hàng. Không cần sử dụng nhiều công cụ phức tạp hay một hệ thống CRM đắt tiền, Sapo Hub được vận hành ngay trên nền tảng quản lý bán hàng của Sapo, tiết kiệm thời gian xử lý dữ liệu và trích xuất chính xác thông tin từ đơn hàng của bạn. Với Sapo Hub, bạn đã mở ra khả năng vô hạn từ dữ liệu khách hàng cũ vốn lâu nay đã được tích lũy rất nhiều nhưng chưa được dùng tới. Đăng ký dùng thử Sapo Hub ngay hôm nay!